Mọi người, mình hôm nay giới thiệu mọi người đến cái dòng đỏ hát mây. Đó, cả nhà có nhìn thấy rõ dòng đỏ hát mây. Một cái bông hoa rất lạ và độc đẹp. Sao nó bị chóa ta? Đó, cái dòng đỏ hát mây này, cả nhà có nhìn thấy rõ không? Nó là một cái mạch hoa rất là độc, không những độc mà nó còn lạ. Đó là một cái dòng hoa rất là thơm. Đó, mình có được 5 chậu hát mây. Một chậu nó 2 thân, 2 thân, 3 thân vậy này mọi người. Mình chia sẻ cho mọi người với cái giá là 200.000 một chậu, 200.000 một chậu nha mọi người. Chỉ có 5 chậu đỏ hát mây, 200k một chậu, 200k một chậu đỏ hát mây. Và cái dòng cánh bầu trúc ngân, mình có 5 chậu cánh bầu trúc ngân này. Đó, cánh bầu trúc ngân cũng cái cánh bầu trúc ngân đó là mình bán với cái giá là 250.000 một chậu, tại vì chậu nó to hơn ấy mọi người. 250k một chậu. 5 dòng năm dòng cánh bầu trúc ngân, 5 chậu được 5 chậu cánh bầu trúc ngân 250.000 một chậu. Anh chị em nào mà lấy 2 chậu là nhà vườn mình bao ship cho mọi người nha. Rất là mong anh chị em nào mà xem được cái video này, mọi người cố gắng sưu tầm là có giống, tại vì những cái dòng đây cái giống nó cơ bản nó cũng ít ấy. Thì mình muốn chia sẻ cho mọi người vài cái dòng đẳng cấp hoa, cái dòng hoa rất là độc và lạ để cho mọi người sưu tầm cho nó có giống. Đây là toàn bộ là hàng tách, coi đây là coi nó đã chuẩn bị sắp hoa rồi nha mọi người. Dòng cánh bầu trúc ngân thì mình bán với cái giá là 250.000 một chậu, coi nó đã được thuần rồi. Hàng này là coi to bự về chuẩn bị sắp hoa rồi nha mọi người. Còn cái dòng đỏ hát mi thì coi đây nó cũng đã trưởng thành, nhưng mà nó lại ít tép hơn. Cái giống của nó là cái giống ít đẻ mọi người, nó đẻ chậm hơn những cái dòng khác. Thì với cái giá là 200k một chậu, mọi người chỉ cần điện thoại vào số điện thoại 0935175478, hoặc là mọi người nhắn tin với số điện thoại 0935175478. Cái số này mình có xài Zalo nha mọi người. Nhà vườn mình sẽ lên đơn và gửi coi cho mọi người. Chẳng hạn như mọi người có thể lái mọi thứ mọi giò để mình sưu tầm có giống, thì hai loại hai giò là 450k. Nhà vườn mình sẽ bao ship cho mọi người nha. Chỉ cần mọi người nhắn tin với cái số điện thoại 0935175478, nhà vườn mình sẽ lên đơn và gửi coi cho mọi người ạ.